Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì ngày hôm qua ấy là ngày 30 tháng 4 thì mình có quay một vòng Đà Lạt. Thì thấy rằng khách du lịch cũng rất là vắng. Sáng hôm qua mình quay lúc 8:30 thì hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5 này. Hôm bây giờ là 11:30 thì mình sẽ đi dạo một vòng những cái đường phố Đà Lạt để xem tình hình du lịch Đà Lạt hôm nay thế nào, khách du lịch có lên đông hay không. Vì hôm qua mình quay lúc sớm thì còn nói rằng là do là khách chưa có lên. Bây giờ hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5 rồi. Mời quý vị cùng mình đi dạo một vòng những cái nẻo đường của Đà Lạt xem là tình hình khách du lịch như nào nhé. Thì hiện tại mình đang đi con đường này là con đường Phan Đình Phùng. Thì con đường Phan Đình Phùng này ấy, người ta đang tiến hành mở rộng và sửa chữa. Thì họ đã làm từ trước Tết rồi, nhưng mà đến nay cũng chưa xong. Đó, bây giờ mới được một đoạn đầu xíu kia có chục mét là xong rồi. Còn đoạn này từ đây đến chốt ngã ba chùa này và hết con đường Phan Đình Phùng này nữa là chưa có xong. Tuy nhiên thì trong cái dịp lễ này ấy, là không có công nhân làm, tại vì chính quyền yêu cầu là phải dừng thi công trong cái dịp lễ để cho nó không ảnh hưởng đến di chuyển của du khách lên Đà Lạt. Đó, đây con đường này làm khá lâu. Thì nếu như làm xong thì con đường này là con đường trung tâm, con đường huyết mạch của thành phố mà. Cho nên là nó rất là trung tâm, nhưng mà mở rộng ra thì cho mọi người rất dễ đi. Đó, nhưng mà đường rất trơn, có một người té đây này. Đó, đi những cái rãnh này nó cày lên này, đi là rất là dễ té, có người vừa mới té xong này. Khó đi lắm. Mình đi thấy nó cứ trượt trượt qua trượt lại này, rất là khó đi nữa. Mà chạy nhanh cái kia là nguy hiểm rồi. Đường do những cái đường sống này nó cày, nó làm cho cái xe nó cứ trượt trượt, rất là khó đi quý vị ạ. Cho nên là đi xe máy á, nhất là phụ nữ tay yếu ấy, đi qua đường này rất là cẩn thận nha. Mình đi mình thấy cứ trượt trượt. Ok, thì hiện nay là mình đi đến chỗ vị trí này, người ta gọi là ngã ba chùa rồi. Ngã ba chùa thì chạy tiếp tức là Phan Đình Phùng, mà rẽ lên nó sẽ là đường Nguyễn Văn Trỗi. Thì mình sẽ đi vòng cái đường Nguyễn Văn Trỗi để vòng đi qua cái chỗ chùa Linh Sơn. Chùa Linh Sơn cũng là một điểm mà người ta cũng hay tới tham quan đó. Có bài hát là Linh Sơn đâu đây nghe tiếng chuông văn triều đó. Thì nếu xem có sách du lịch lên thì người ta cũng hay ghé tham quan. Và mình sẽ đi vòng cái đường Bùi Thị Xuân, cái con đường mà cũng ra khá nhiều khách sạn. Nếu có khách du lịch mà nhiều thì ở đó cũng sẽ là rất là đông. Đó, đây là chùa Linh Sơn này. Chùa Linh Sơn cũng có khá nhiều xe ô tô đậu kia, không biết có phải khách du lịch không. Chắc mình phải lượn lên một vòng xem nó có đúng là khách du lịch hay là người ta đậu nhờ xe. Đó, vậy là cũng có lượng khách du lịch cũng lên cũng khá đó, khá hơn hôm qua rồi. Mình sẽ vòng lên trên này. Mình vòng lên trên chùa xem nào à. Mấy cái xe này là xe khách du lịch hay như thế nào đây, xem có đông không. Đó, đây là chùa Linh Sơn đây các bạn này. Có một con xe dép rất là hoành tráng, biển số 51 49 51. Hai cái xe này 49 49. Thì toàn xe 49, người ta nhà dân người ta đậu nhờ đây thôi. Đây cũng 49, không phải là khách du lịch các bạn ơi. Toàn 49 không à. Trời ơi, rất ít xe 51. Đây có xe 51 51, nhưng mà có vẻ như không phải là khách du lịch. Bởi vì trên này cũng rất là vắng này, toàn cảnh chùa đây. Đó, mời các bạn ngắm chùa Linh Sơn này. Đó, chùa Linh Sơn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Đấy, thì ở dưới mình nhìn lên ấy, mình tưởng là xe du lịch nhưng mà xe không phải là xe của khách du lịch. Đa phần là xe biển số 49 của nhà dân, những người dân xung quanh đây người ta đậu nhờ thôi. Tình hình là vậy, là cũng không có đông khách gì hết ấy. Để mình đi ra ngoài khu phố trung tâm để xem thế nào. Hoặc là người ta đi tham quan các điểm du lịch khác chẳng hạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi lên cái dốc này. Đường vừa rồi ấy, rẽ vào là đường
Nguyễn Văn Trỗi. Tuy nhiên cái đường đó là đường một chiều, người ta chỉ có đi từ chợ Đà Lạt về thôi. Còn đây là hy vọng lên đây là đường Bùi Thị Xuân này các bạn. Đó, đường Bùi Thị Xuân. Xuân thì đây là cái con đường trung tâm của Đà Lạt. Đường này nó gần trung tâm lắm mà nó cũng rất là nhiều khách sạn nhà hàng. Xe này 4949 844949 51 có một chiếc đi. Không có nhiều khách du lịch các bạn ạ. Không có nhiều khách du lịch, rất là ít. Night ride. Đó, tình hình 30 tháng 4 mà mùng 1 tháng 5 năm nay phải nói là du lịch Đà Lạt quá buồn. Mọi khi mà ngày lễ này những cái năm trước là gọi là đông nghẹt, người ta gọi là thất thủ đấy. Và năm nay thì tình hình này thì đây có một quán chay cũng thấy cũng khá khá đông. Phía bên này là khách sạn Golden Valley. Thì trong này là khu quy hoạch Golden Valley cũng rất nhiều cái khách sạn cũng như là nhà nghỉ mới này. Taxi đậu đầy. Sáu mốt sáu mươi không có một vài cái xe. 51 63 51 đó, đây cũng bắt đầu là có, đây là gà lá é này, cũng có khách du lịch rồi. Đây là 6556 thì 6 đẹp quá. Khách du lịch đấy các bạn. À, đây có cái xe của Nha Trang, nó đậu là tắc nghẽn. Đó, đây là cái phố trung tâm cho nên là cũng có khách nhưng mà cũng không có đông lắm. Lượng khách mà ngay trung tâm như thế này thì cũng không phải là nhiều. Đấy, quý vị thấy này. Nhà hàng quán ăn này cũng có khách nhưng mà không có nhiều. Và đường phố vẫn là thoáng này. Đây, mình đi lúc này là 11 rưỡi nha. Đây là điểm cho thuê xe máy này, rồi khách sạn. Phía bên tay trái chúng ta đây là nhà thờ Rumotsko cũ. Rồi hiện nay đang xây sâu ở phía bên trong, cái rất là đẹp ở phía bên trong ấy, nhà nguyện thì phía bên trong ấy. Đó. Thấy vào đường thoáng nhỉ, thông thoáng chưa? Thì đường này chạy thẳng sẽ là xuống đến bờ hồ. Nhưng mà mình sẽ rẽ lên đường Phan Lợi Châu các bạn nhé. Du khách đi bộ đi dạo đây. Trưa này chắc là chuẩn bị đi tìm chỗ ăn đấy. Bây giờ mình đi lên Phan Bội Châu để vòng về chỗ chợ Đà Lạt đây. Chỗ Đà Lạt Center cho nên là thì dưới này là đường Lý Tự Trọng để chạy vào khu Dinh Tỉnh Trưởng. Còn cái nhánh bên tay trái này này, đó là đường Phan Bội Châu. Phan Bội Châu thì là đường trung tâm rồi. Phan Bội Châu là trung tâm rồi. Thì chúng ta đi lên trên này là trung tâm nha. Trung tâm nhưng mà cũng rất là thông thoáng các bạn ạ. Đó, đây là đây, đường Lê Thông Gấm này. Lê Gấm có xuống vào hồ này. Đây là tòa nhà chợ Đà Lạt Center đây này. Đó, tòa nhà này. Hotel Colin gì đây. Đó, chợ mới Đà Lạt Center này. Đây, rất nhiều khách sạn đây, khách sạn nhỏ nhỏ ở trung tâm đây. Đó, cũng rất là vắng nha, rất là vắng khách nha, không có nhiều khách gì đó. Ngay trung tâm, ngay chợ Đà Lạt đấy, mọi người thì đi thế này đây này, quý vị này. Đà Lạt năm nay rất là vắng. Đó. Đó, đây là ngay khu trung tâm, khu Hòa Bình đấy các bạn này. Đó, đây là trước mắt mình là Rạp Hát Hòa Bình này, Rạp Hát khu Hòa Bình đấy các bạn. Bây giờ mình phải rẽ vào cái đúng cua này, không thể đi thẳng được, đi thẳng như ông kia là không đúng này, nó một chiều không đi được vậy này. Trước này người ta gọi là bến xe buýt Tùng Nghĩa này.
Đó, vừa rồi có nhạc, chắc phải cắt đoạn đó thôi, chứ bị dính nhạc rồi. Thì quay trực tiếp nó rất là khổ vậy đó. Ok, bây giờ đây là đi xuống dốc Lê Đại Hành này đấy, ngay trung tâm chợ này. Đường Nguyễn Chí Thanh đó, không có vắng chưa, cũng không có nhiều. Đây là trung tâm này, chợ Đà Lạt này. Mọi người thấy khách du lịch đó, rất là vắng. Ngay trung tâm mà tình hình du lịch thế này này. Đây có một số bạn đang check in này. In với cái con đường hoa tím. Đó, vắng chưa, không có đông khách đâu. Đây, ngay trung tâm đây. Mọi năm là đông kín, đông nghẹt cái khu này luôn đó. Bây giờ là du lịch năm nay buồn thế đấy các bạn ơi. 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Rồi nghỉ thêm thứ bảy chủ nhật là 4 ngày lễ. Và du khách thì lên Đà Lạt vắng thế này đây. À, chúng ta sẽ dạo vào chỗ cổng chợ này. Một lượt dạo cổng chợ này để xem đây. Đó, tình hình du khách đấy. Này, khu trung tâm Đà Lạt là khu mà tập trung tất cả du khách phải về đây ấy mà vắng đấy đây các bạn này. Đó. Đây là xe của du khách lên này. Một dãy này là xe của du khách lên này. Đây, trung tâm ấy mà lượng du khách cũng chỉ có bấy nhiêu thôi các bạn này. Xe này nó muốn đậu. Du khách đi vào chợ mua một số cái đồ lưu niệm, một số cái đặc sản về làm quà này. Đó. Đây. Và đây là các bạn này là đi tự đi xe máy, đây có xe biển số 21 từ mãi đâu vào đây. Rồi thì dâu tây. Đà Lạt mà mua dâu, mua nho. Đà Lạt là gì có trồng được nho đâu. Đó, đây là những cái quầy bán các loại hoa của Đà Lạt này. Người ta cũng rất thích mua hoa về trồng này. Ví dụ đấy đang mua gốc hồng, rồi một số hoa lan, rồi một số cái cây của Đà Lạt về trồng làm kỷ niệm đó các bạn. Một dãy này các loại hoa luôn này. Nay buổi chiều người ta sẽ làm chợ đêm thì sẽ đông hơn. Chiều tối người ta sẽ tập trung ở đây sẽ đông hơn nè các bạn. Ok, chúng ta sẽ chạy tiếp vòng ra xuống Hồ Xuân Hương theo tình hình nào nhá. Thì trước mắt đây, mình đang quay ra đây chân Bùng Binh hồi nãy này. Đây đạp xe đạp này, được khách. Thuê cái xe đạp vòng vòng. Xe đạp 3 nha quý vị. Dưới hồ thì thấy đạp vịt cũng khá nhiều. Người ta đi đạp vịt này. Đó, đây là Hồ Xuân Hương này, đạp vịt dưới Hồ Xuân Hương này các bạn này. Hồ Xuân Hương
Rồi từ sáng đến giờ thì trời nắng nhẹ nhá. Và trên trời thì cũng có mây. Thông thường thì chiều nay nó sẽ có mưa đó. Mấy ngày nay ngày nào trời chiều có mưa ấy. Đây là cái gì đây? Cái cổng chào của cái khu giới thiệu sản phẩm gì đây này. Giới thiệu tuần về tuần lễ du lịch này. Đà Lạt. Cái tinh kỳ diệu từ đất này. Mình sẽ đi vào xem là trong này là những cái gian hàng gì các bạn nhé. Với họ có cho đi xe máy vào không đây? Hình như có thế này. Để xem họ giới thiệu những cái gì. À đây là giới thiệu những cái mặt hàng, những cái gì đây. Đây quầy trò chơi này. Giới thiệu những cái mặt hàng đặc sản của Đà Lạt thôi. Những các gian hàng này. À, cơ bản là như thế. Nhiều khi cũng không phải của Đà Lạt không, mà ở nhiều nơi. Ở trong này là ẩm thực này. Thôi quay ra đã hết rồi. À có một cái sân khấu nhỏ. Ok, này mình đi tiếp vòng ra khu quảng trường này nhá. Quảng trường này thì là cái địa điểm mà mọi người đến check in chụp hình ấy, cho nên là thông thường người rất là đông. Đó. Tình hình thì đúng là ở ngoài này đông thật đấy. Đó. Đông chưa? Là check in chụp hình rồi nọ kia ngoài này khá đông này. Tuy nhiên thì cái lượng này cũng chưa phải là kinh khủng, đông so với ngày thường thôi chứ còn về dịp lễ 30/4, 1/5 nghỉ dài thế này thì cũng không có đông lắm. Xe này khách. Đó, trên này là họ lên họ check in chụp hình cũng như đi dạo trên cái quảng trường trên này này. À hôm nay là coi xe rồi, tự nhiên này có điểm coi xe mà khi đám này đâu có coi xe gì đâu, này tiến hành coi xe rồi. À, check in thì kia rất là đông này, quay cái lưới ra để coi xe này thôi. Thì à nay gỡ hết sân khấu rồi. Mấy hôm trước còn có sân khấu ca nhạc, hôm nay gỡ bỏ sân khấu rồi này. Hết rồi, tuần lễ du lịch hết rồi. Và đây có một cái xe cảnh sát trật tự phải đi làm nhiệm vụ ngoài này. Đó, trên kia là người ta chụp hình check in với bông hoa giá quỳ rồi. Xe máy các nơi này, các nơi về này. À, biển số cũng của ngoại tỉnh ấy. Đó. Thì trước này thì ô tô đậu, bãi ô tô đậu này. À, năm nay tình hình du lịch năm nay buồn quá. Lượng khách lên như này thì ngành du lịch Đà Lạt năm nay cũng thất thu khá nhiều đấy. Hàng năm thì Đà Lạt ấy cũng chờ được mấy cái dịp, ví dụ như là 30/4, 1/5 Noel rồi Tết âm lịch. Đó là những cái dịp hoặc là có festival đó. Một số cái dịp để thu hút du lịch. Mà mấy năm vừa rồi thì do tình hình dịch bệnh Covid, khách du lịch rất ít. Hiện nay Covid nó cũng đỡ rồi. Và chuyện đi lại giờ nó không khó khăn nữa. Thì cũng mong cho nó cái ngành du lịch nó phục hồi lại. Tuy nhiên thì 30/4, 1/5 này thì du lịch Đà Lạt này quá vắng khách. Quá buồn. Xe ga cũ nó rồ ghê luôn. Bây giờ mình đi lên cái đường này, đường đoạn này là dẹt xin này, đoạn dốc ga này. À, đoạn này thì ngày hôm qua mình cũng quay rồi, thì hôm nay mình rẽ sang Phạm Hồng Thái để đi ra cái chốn con đường đầu đèo xem thế nào. Ra đầu đèo Mimosa xem thế nào, sau đó mình sẽ quay ngược lại. Đây, mình sẽ đi Phạm Hồng Thái này. Ngày hôm qua thì mình chưa đi đường Phạm Hồng Thái này, bây giờ mình quay ra cái đầu đèo xem là có khách khứa thế nào. Chùa Giác Hoa. Đó, đây con đường Phạm Hồng Thái ấy. Đường Phạm Hồng Thái này một đoạn đường ngắn mà người ta làm lại, mới làm lại cũng rất là đẹp. Cũng vắng này, chả có khách, chả có ai đi hết. Mọi người thấy vắng chưa? Quá vắng rồi này. We'll be right back.
nhà ở chỗ vùng binh của đầu đường Mimosa đây các bạn này. Đó, đây là đường Mimosa này. Đây là trường Trần Hưng Đạo này. Đó. Này có một cái quán lẩu cua đồng. Lẩu cua đồng khá ngon này. Đó. Đèn xanh đèn đỏ chỗ cây xăng Kim Cúc này. À, người ta đang chờ đèn xanh đèn đỏ đấy. Cái khu vực ngay đài truyền hình tỉnh Lâm Đồng này. Con đường cửa ngõ, con đường 3 tháng 4 cửa ngõ của Đà Lạt này. Đang chạy đường. Là đường con đường Hồ Tùng Mậu đó, con đường để đi vào trung tâm thành phố đó. Hai mươi chín biển số Hà Nội, hai bạn trẻ đi từ Hà Nội vào đi xe máy xuyên Việt là 92B. Đây hôm nay đến tháng tư rồi nha. À, phượng tím vẫn còn à. Phượng tím thì đầu tháng 3 nó nở rộ nhiều lắm. Bây giờ thì mùng 1 tháng 5 rồi, cuối tháng 4 1 tháng 5 rồi. Đây này là phượng tím còn ít đấy. Đó, đây là cái con đường Hẻm Ánh Sáng. Con đường rất là rộng và đẹp, thì bên này là dãy hoa này. Có một cái công viên hoa trồng để phục vụ du lịch này. Đó. Nhưng mà đợt này trồng cái hoa rất thấp à. Và khi nhiều loại hoa đẹp lắm, nay thì nó vẫn thấp, còn nhỏ. Đó, cái con đường này hai bên phượng tím này, toàn những hàng phượng tím này, hết mùa rồi. Thì đây cũng là một trong tuyến đường trung tâm này. Và sang bên này là khu Nguyễn Văn Cừ. Bên cạnh chúng ta là suối Cam Ly này, con suối mà chảy từ đập tràn Hồ Xuân Hương xuống Cam Ly. Đó. Thì bên tay phải chúng ta đi lên là tiếp tục là Nguyễn Chí Thanh để vòng về trung tâm. Thì khu vực này á, cũng là mọi khi nó là đông đen, khách du lịch này cũng vắng. Đã vắng rồi. Đây có một cặp này cũng đi xe máy từ Sài Gòn lên này. Quá vắng. Rồi chúng ta sắp nhập vào đường 3 tháng 2. Ok, mình đã dạo một vòng rồi. Thì tình hình là Đà Lạt rất là vắng khách du lịch. Và bây giờ đã quay lại cái đường 3 tháng 2 mà hồi nãy mình đi rồi. Thì đấy là mình xin phép dừng cái clip ở đây. Chào các bạn nhé. Chào các bạn, nếu các bạn thích video của mình thì đừng quên bấm like, chia sẻ và bấm theo dõi kênh của mình để đón xem các video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.